Vâng, thưa các bác, đây là một chỉ một chiếc loa JBL của Dân Vũ. Hôm nay là làm tất cả một cái chợ Sa Pa. Vâng, thưa các bác, đây là cái loa của Dân Vũ Audio. Công suất và làm cho tất cả đây đều rất là vui. Đây là những khán giả nó rất là từ trên nhìn xuống. Các bạn thấy không? Chỉ cần một có đơn vị Dân Vũ Audio ở đây thì cả một cái chợ tình Sa Pa này nó đã khác rồi. Đây, các bạn thấy là bên kia là âm thanh của thành phố Trung Hiệp đã nghỉ, và đây là âm thanh của Dân Vũ Audio, mặc dù rất là nhỏ thôi nhưng cũng đã làm cho toàn thể các du khách thập phương cũng cảm thấy rất là vui vẻ và hạnh phúc.
Đây điện đã bị tắt nhưng mà anh em nhảy vẫn rất là hăng.